Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ gửi đến các bạn chương trình iDrop của Top Càng EAE. Khi con này sẽ list trên sàn Coinbit nha các bạn. Hy vọng là giá nó sẽ được thêm lên Messenger chat để chatbot cho nó nha các bạn. Các bạn chờ chút nha các bạn. Máy mình lót hơi chậm chút. Quá hư. Rồi. Khoan để mình chờ chút. Rồi các bạn nó tan nha các bạn. Chương trình iDrop của nó là nhận được 100 token AI. Ồ, con này khoảng 100 đô hả ta. Con này góp ngon nha các bạn. Đầu tiên các bạn follow theo word của nó nè. 5 nhiệm vụ 2, 4, 5. Follow theo word của nó nha các bạn. Rồi bấm nó vào fan. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình. Mình cảm ơn tất cả các bạn thật là nhiều luôn. Mình cố gắng tìm hiểu và học hỏi đặng mình chia sẻ những cách kiếm tiền nào mau nhất cho các bạn nha các bạn. Rồi các bạn like cho nó 1-2 bài nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Reward liquid. Rồi các bạn reward cho nó các bạn. Reward liquid. Rồi các bạn reward là cái username cho nó đi. Reward. Đang theo dõi này, trình này lớp nè. Các bạn test lại cho nó cái bình luận các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Reviews last week. Rồi các bạn join kênh Telegram group của nó nha các bạn. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Ồ, có Nguyễn Thị Diễm nữa nè các bạn, xinh ghê luôn. Nhà này xinh quá. Các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi join kênh channel thứ hai của nó các bạn. Các bạn thông cảm nha các bạn. Máy mình lót không hơi chậm. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn visit website của nó các bạn. Các bạn vào xem website của nó các bạn. Rồi các bạn lướt lên các bạn, lướt lên chờ khoảng 5 giây 3 giây các bạn. Này con này đâu có gì mình tìm hiểu sơ qua. Đâu có đăng ký gì đâu ta. Không có gì hết. Này mình tham quan cái website của nó thôi các bạn ơi. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào submit data ấy các bạn. Follow Taylor. Rồi các bạn ghi username Taylor của mình lại các bạn. Để mình qua mình hướng dẫn các bạn lấy username để các bạn. Rồi các bạn click vào Taylor các bạn. Còn click vào trang cá nhân của mình nè. Đây. Rồi các bạn copy cái username này nha các bạn. A cộng winvv99. Rồi các bạn trả lời con bot nha các bạn. A cộng ui winvnnh9 nha các bạn. Rồi reviewed cái link đó các bạn. Enter reviewed link. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Đây, thôi đi. Phan rồi các bạn lock xuống các bạn. Các bạn lựa cái trừ reviewed select quit này các bạn. Các bạn vào các bạn. Cái link hồi nãy mình reviewed đó các bạn. Rồi các bạn like, các bạn chia sẻ các bạn. Các bạn sao chép liên kết đến theo quân các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Các bạn bắt vào các bạn. Enter your email. Rồi các bạn bắt cái email website từ.
Khoan, cái mình đăng ký có sai các bạn. Này email được ta. Các bạn chờ chút nha các bạn. Rồi, các bạn đăng ký cái email của mình nha các bạn. Email thường của mình luôn đó. Tại vì nó anh như Quỳnh nó cũng tính cơm. Rồi, các bạn lấy cái địa chỉ NGC20 của mình vô nha các bạn. Các bạn vào với chút qua lệch, quý chút qua lệch MetaMask. Quý gì cũng được. Rồi, các bạn copy ETH mình vô nha các bạn. Các bạn sao chép nha các bạn. Rồi, các bạn đảo qua bot Telegram, các bạn bắt địa chỉ ví của mình vô nha các bạn. Các bạn nhớ cái đầu cái đuôi nha, rồi không dê đúng rồi. Pensu Bro I can sell you the tightness for where that you outside the for Luin and TV Borify and sell you data. Là nó ý nó nói là mình nhập cái địa chỉ mail và mình xác nhận không phải là robot các bạn ơi. 6 trừ 5 bằng mấy? Bằng 1. Các bạn gỡ nha các bạn. Rồi, như vậy là mình đã nhận được 100 token nha các bạn. Các bạn lấy link ghép mình chia sẻ cho bạn. Rồi các bạn vào và check balance để nhận bao nhiêu token các bạn. Mình đã nhận được 100 token ghép link. Vậy video của mình kết thúc nha các bạn. Con này sự án nó sẽ list trên cái bước hy vọng là giá rất tốt nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn. Kẹo khá là ngon nha.